Beach, Florida. Anh xin kính chào các bạn thân mến đã xem kênh của Ngọc Anh. Kênh Your Real Estate USA chia sẻ những kinh nghiệm và cập nhật đầu tư bất động sản và nghề môi giới bất động sản tại Hoa Kỳ và Mỹ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những gì mình hiểu biết về chuyện cho mướn, đầu tư cho mướn phòng trọ tại Mỹ khác ở Việt Nam thế nào. Về chuyện cho mướn phòng trọ tại Việt Nam, mình nói chuyện với các người bạn bè của mình ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh cho mướn phòng trọ, và mình theo kinh nghiệm của mình ở đây cho mướn phòng trọ, tại mình có nhiều phòng trọ cho mướn, thì mình thấy có nhiều điểm khác nhau. Điểm thứ nhất là việc thiết kế phòng trọ. Ở Mỹ, phòng trọ lớn hay nhỏ, rẻ tiền hay mắc tiền đều phải theo luật của Mỹ rất là nghiêm minh. Chủ nhà phải thiết kế phòng trọ những thiết bị tối thiểu cho phòng trọ, là ví dụ là tủ lạnh, bếp điện hoặc bếp ga, microwave, máy sưởi hoặc là máy lạnh. Thì bây giờ là máy sưởi hay máy lạnh thì nó có máy, nó xài luôn hai cái giống nhau. Một cái máy nó có thể là thành máy sưởi trong mùa đông và máy lạnh trong mùa hè. Thì nếu mà có những chung cư thì có những cái phòng trọ mà mỗi một phòng trọ thì có máy sưởi cá nhân, còn có những phòng trọ thì có máy sưởi tổng quát, là một cái máy sưởi to và cái máy lạnh to cho 10 căn phòng trọ dĩ gì chẳng hạn. Nhưng mà mỗi trong phòng trọ thì phải có cái thermostat để cho người ta điều chỉnh cái độ lạnh độ nóng tùy theo cái cá nhân. Nếu máy lạnh hay máy sưởi bị hư giữa mùa nóng mùa hè mà người mướn bị đau phổi hay là có vấn đề sức khỏe, không chịu nổi quá lạnh, không chịu nổi quá nóng, mà nếu họ phải làm họ tổn thương thì là người chủ nhà sẽ bị phạt nặng, có khi phạt 200.000, 300.000, có khi phạt triệu. Thành ra người chủ phòng trọ ở đây là lúc nào cũng có giữ kho vài cái máy lạnh hoặc máy sưởi, để nếu mà máy sưởi tổng quát là máy sưởi cá nhân ở đó bị hư, trong khi chờ đợi người tới sửa là phải lập tức đem tới máy mới ráp vô liền, không để không trễ nải. Nửa đêm mà họ gọi lại họ nói là máy lạnh hư rồi, không chạy nữa, là mình phải đem cái máy lạnh khác tới để vô, rồi mình lấy máy lạnh cũ đi rồi kêu thợ tới sửa hay là tự sửa lấy, nhưng mà phải lắp liền, tại không có để cho người ta nguy hiểm tới tính mạng. Tại vẫn có những người lớn tuổi, những em bé mà nóng quá nó thở không được thì sẽ có nguy hiểm về vấn đề, không thì sẽ bị thương. Ta phải đó là thiết kế trong thiết kế về máy lạnh này kia. Bây giờ vấn đề thứ hai là người cho mướn phòng trọ phải luôn luôn giữ cho phòng trọ sạch, giữ chung quanh phòng trọ sạch, mái ngói, hệ thống nước đều đặn để không có vấn đề trục trặc. Chính phủ sẽ cho thanh tra tới thăm viếng coi ở chung quanh, mà để rác rưới quá cũng không được, có thùng rác để cho để mà để thùng rác lung tung quá thì chính phủ sẽ phạt người chủ nhà, mặc dù là người mướn nhà họ bỏ rác không bỏ trong thùng, họ bỏ chung quanh hay là họ khiêng cái ghế cũ họ dùng ngoài đó, thì mình là người chủ mình phải dời đi. Tại một tuần là chỉ có một ngày là được đem mấy đồ cũ ra dùng, nhưng mà người mướn nhà họ không cần biết họ dùng. Thành ra nếu mình có phòng trọ phải tự mình đi tới mỗi ngày để coi, để coi sóc nó, hoặc là phải mướn người, hoặc là mình trả thêm tiền cho người nào để trừ bớt tiền mướn nhà để cho một người nào đó trong chung cư biểu họ phải coi chừng cho mình để quản lý. Bây giờ nếu mà để rác chạy lung tung, người mướn nhà
trực tế những cái rác đó là một lời người chủ phải đền cũng nhiều tiền lắm, đưa ra tòa phải, nó có người nó đưa mình ra tòa là chủ phạt nhiều lắm, bị phạt nhiều lắm. Có khi là họ vô tình họ té, họ bể đầu, khi là họ khai là họ nhức đầu, mất trí nhớ, không đi làm việc được, tức là tòa nó sẽ tính là không đi làm việc được trong bao nhiêu năm đó, không làm việc được là họ bị xịt bao nhiêu tiền là chủ phải trả. Bởi vậy những người nào có muốn cho mướn phòng trọ tại Mỹ đều đóng bảo hiểm, thì có nếu mà có thưa kiện thì bảo hiểm nó phụ, nó đưa nếu bảo nếu mà thưa kiện giả dối thì bảo hiểm nó có luật sư để bảo trợ. Tiệm nail ở đây cũng vậy, tiệm nail ai cũng mua bảo hiểm hết, đây cũng có tránh chuyện đó. Nhưng mà bị thưa cải thiện cái thưa giả, các thi thưa thiệt có khi họ giả bộ trợ té, mà nếu mà họ khai là họ đau đầu hay là nhức đầu hay là mờ mắt, cái đó là y tế không kiểm soát được. Khi không kiểm soát được là bao giờ cái tòa nó cũng xử cho người mướn nhà, nếu mà chủ nhà không giữ gìn sạch sẽ trong cái chung quanh. Vì bây giờ trời mưa mà chủ không có có làm cái rút nước mà để nước đi ầm ĩ rồi nước nó chạy ra rồi người ta lái xe người ta đi ta trượt té, cái đó là lỗi của chủ. Thành ra làm chủ phòng trọ đây là phải mỗi ngày phải chăm sóc kỹ lưỡng cái chung quanh của mình. Và còn nếu mà mình làm phòng trọ mà có rào, có parking á, có chỗ ta đậu xe, và đây chỗ đậu xe ở Mỹ nó là nếu mình 10 phòng trọ là mình có ít nhất 10 chỗ đậu xe để cho người ta đậu xe thì mới cho các phòng trọ. Khi nộp đơn các phòng trọ là bao nhiêu phòng trọ thì có bao nhiêu đậu xe, rồi phải có chỗ đậu xe cho người bị tạm đặt là handicap parking nữa. Thì mình phải bảo trợ cái an ninh của cái phòng trọ mình có chỗ đậu xe. Có người đậu xe mà bị ăn cướp, hay là nhà cho phòng trọ bị ăn cướp mà chủ nhà không có máy camera, không có mướn bảo vệ, nếu mình trong giờ từ 20 phòng trọ lên là phải mướn bảo vệ, nếu không có bảo vệ thì là tòa sẽ phạt người chủ nhà. Tại nên mướn nhà trọ ở đây là không có dễ dãi như ở Việt Nam là không cần phải lo cái chuyện đậu xe, tại không ít thì có xe hơi, ở đây nó bắt buộc. Đó là cái khác, cái thứ ba là nếu người mướn nhà không trả tiền nhà thì mình không có tự đuổi người ta ra ngoài đường được, mình tự không tự cúp điện để người ta phải đi ra. Cái luật mà người mướn nhà không trả tiền nhà mà cách đuổi thì tùy theo tiểu bang, nhưng mà cũng đã ở Florida thì mình phải gửi thơ cho người ta tới đó trước là trong 15 ngày hay là 7 ngày tùy theo tiểu bang, không trả tiền thì mình sẽ nộp đơn lên tòa. Rồi nếu mà họ không trả mình nộp đơn lên tòa thì tòa cho họ 20 ngày để trả lời bạn. Họ sẽ diện đủ cớ hết là cái nhà dơ hay là nước hay là nước nghẹt hay nước cống nghẹt hay là đủ thứ để họ được ở thêm 20 ngày. Tới 20 ngày lên tới tòa thì theo tòa, khi tòa nó là phải trả, không trả phải đi ra. Có tòa thì nó là bây giờ con cái này kia vì được khổ quá này kia, họ nó sẽ chịu thảm não mất công việc này kia, khi tòa nó thì tội nghiệp nó cho ở thêm 30 ngày nữa. Sau 30 ngày đó thì họ phải dọn ra, nếu họ không dọn ra thì cảnh sát sẽ tới mời họ ra, không sẽ bị tù thì nó sẽ tức chừng họ đó ở thêm 30 ngày nữa lại đi. Mà có nhiều người trước khi đi họ phá nhà mình, họ bẻ ống nước hay là họ đổ xi măng xuống ống nước này kia đó, họ phá nhà mình. Thành ra mình làm chủ nhà là mà họ phá nhà mình là mình chịu nó không được, tại với chuyện mà cãi lộn giữa chủ nhà với lại người mướn nhà, cảnh sát nó không cho hình sự, nó là cái chuyện đó của mấy người, nó không dính vô. Tại là nếu mình làm chủ nhà làm ăn tiền vậy là mình phải biết sửa, phải lo sửa. Thành ra nhiều khi mình cho mướn nhà mà người ta không có trả tiền nhà rồi mình phải đuổi đi, mình cũng thương lượng á, nhiều khi mình cho người ta chút tiền uống nước để người ta đi, để cho người ta khỏi phá nhà mình. Mướn đó là cái khác của chuyện cho mướn phòng trọ. Thì mình thấy ngay là ở phòng trọ ở Việt Nam là dễ lắm, không chịu mướn, không chịu đi thì là kêu công an tới là đi thôi, còn ở đây là công an nó không có dính vô chuyện đó. Mình muốn nó chỉ dính vô khi nào mà có lệnh của tòa biểu là phải dọn nhà đi thì họ dọn. Nên mỗi cái quốc gia mướn khác, nhưng mình nghĩ là ở Việt Nam thì thấy cũng dễ hơn là ở
ở Mỹ chị cho mướn phòng trọ bạn. Đó là mình nói trên bữa đây mình so sánh với các bạn về chuyện phòng trọ ở Mỹ và ở Việt Nam. Chào các bạn, hẹn các bạn gặp lại video sau để tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm về cho mướn nhà, đầu tư bất động sản, mua nhà tại Mỹ và tại Việt Nam. Bye.